Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi ngày một sản phẩm của siêu thị điện máy HC. Thưa quý vị, máy lọc nước là sản phẩm không còn xa lạ với người tiêu dùng bởi ô nhiễm nguồn nước và hệ lụy khủng khiếp đến sức khỏe và vấn đề nóng của toàn xã hội. Giờ đây, máy lọc nước là một thiết bị không thể thiếu trong một gia đình. Hôm nay mình xin giới thiệu tới quý vị và các bạn máy lọc nước nóng lạnh Sunhouse với model SHR76210CK có tích hợp chức năng nóng lạnh. Máy lọc nước Sunhouse nóng lạnh SHR76210 với màn lọc RO Down của Mỹ loại bỏ được 99,9% vi khuẩn và 10 lõi lọc giúp bổ sung khoáng chất, loại bỏ vi khuẩn, mang lại nguồn nước sạch trong lành, đáp ứng hiệu quả nhu cầu sử dụng với dung tích là 10 lít, bình lạnh là 0,65 lít, bình nóng là 0,85 lít và công suất lọc 10 đến 15 lít một giờ. Tích hợp hai vòi nước nóng có thể lên đến nhiệt độ là 80 đến 90 độ, lạnh nhiệt độ từ 10 đến 15 độ C. Máy lọc nước Sunhouse có vẻ ngoài khá khang trọng, bắt mắt với bề mặt kính cường lực đính kèm với họa tiết, góp phần tăng thêm nét thẩm mỹ cũng như làm tiện nghi với không gian nhà bạn. Với những tính năng tiện ích mình vừa chia sẻ trên đây, chiếc máy lọc nước Sunhouse là sản phẩm hữu ích cho gia đình bạn. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, vui lòng liên hệ số điện thoại bên dưới để được tư vấn. Sản phẩm có bày bán tại siêu thị điện máy HC. Xin chào và hẹn gặp lại.